đổ vào vỏ đi rồi mơ bán. Ngon không? Nguyệt ăn rau câu quá ngon. Vậy là da dở cái thùng ở thứ ba mà vú chuối trong đó chắc mềm rồi đó Quân à, để lấy da chuối của bà đậu chảnh không vú mà nó chín hết rồi đó. Trong cái thùng nó có không? Có thấy hai loại không vú. Thì đem vô đây coi giờ coi mềm chưa? Mấy sẽ lại sao lại. Thì chuối này nó xanh chứ nó trắng hồi nào. Ngồi xuống đây. Ngồi xuống. Còn chữ nhắc à. Ê đừng. Này ăn đi đừng có nó phá.